Người xưa thường nói, có người từ khi sinh ra đến tuổi 20 là mùa xuân trong cuộc đời. Tốt. 20 tuổi đến 40 tuổi là mùa hạ trong đời người. Không tệ. 40 tuổi đến 60 tuổi là mùa thu trong đời. 60 tuổi đến 80 tuổi là mùa đông của đời người. Sắp không còn nữa. Sau 80 tuổi như ngọn nến sắp tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, thế gian này còn có thể lưu luyến sao? Quý vị tự nghĩ xem, khi chết thì thứ gì mang theo được? Không mang theo được thứ gì. Lúc này nếu quý vị thông đạt Phật Pháp, Phật dạy buông bỏ vạn duyên, thì thật sự buông bỏ được, không có chút lưu luyến gì. Vì sao vậy? Vì tôi sắp ra đi rồi. Khi trẻ cảm thấy thời gian của mình còn rất dài, nào ngờ người trẻ tuổi ra đi cũng thật nhiều. Quý vị xem báo mỗi ngày, trong đó đăng tin buồn, xem thử tuổi tác họ bao nhiêu. 30-40 tuổi, 40-50 tuổi rất nhiều. Có thể không giác ngộ sao? Nhìn thấy thế gian này vô thường. Một lần thiên tai, mấy vạn người ra đi, mấy mươi vạn người ra đi. Trong khoảng thời gian mấy giây, quý vị đã nhìn thấy. Động đất sóng thần ở Nhật Bản được những ống kính quay lại, đó không phải biểu diễn, đó là sự thật hiển nhiên. Khi xem xong cảm thấy còn đáng sợ hơn điện ảnh năm 2012 của Mỹ. Năm 2012 là diễn xuất ra, đóng phim diễn ra, còn đây là thật.